Như vậy là chúng ta đã build xong. Đây, nốt thêm của chúng ta đã đổi màu rồi. Chúng ta bấm vào cũng có hiệu ứng là rất là đẹp. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với tutorial Angular 15 cơ bản dành cho người bắt đầu. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi học Angular Material. Và để học được bài này thì đầu tiên chúng ta sẽ chạy project của chúng ta lên ng serve chữ open. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thêm material vào trong Angular. Thì material giống như kiểu bootstrap ấy, để cho Angular project của chúng ta đẹp hơn. Chúng ta sẽ gõ cd ng at angular material, enter enter. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Đây, import material vào cho chúng ta đây. Đây, nó hỏi là Angular Material 15.2.6 sẽ được cài đặt và execute. Yes. Ok. Câu lệnh open của chúng ta đã hiện lên. Set open. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi câu lệnh install. Một khi Angular project của chúng ta chạy lên, chúng ta sẽ tiến hành code tiếp. Trong khi chờ đợi, chúng ta sẽ import thư viện. Chúng ta sẽ truy cập vào file app.module.ts này. Rồi tắt các file khác đi. Và chúng ta sẽ import 3 thư viện. Thì đầu tiên đấy là thôi, chúng ta chỉ cần một thư viện thôi. Có rất nhiều material thì chúng ta sẽ sử dụng thư viện là button module. Do chúng ta chưa cài đặt xong nên là vẫn đang còn lỗi. Chúng ta sẽ import trước. Và khi nào cái cài đặt của chúng ta thành công thì chỗ này sẽ hết lỗi thôi. Vẫn đang cài, có vẻ là khá là lâu. Trong khi chờ đợi nữa thì chúng ta tiếp tục ở đây tạo mới một component. Đặt tên là material. Ok, như vậy là chúng ta đã chưa được. Chúng ta sẽ cùng xem. Đang cài package cho chúng ta. Gen luôn component này. Đấy, đã gen xong component rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ chọn thêm. Thì chúng ta sẽ chọn inner code và ping. Màu xanh dương và hồng này. Thêm mặc định. Chúng ta có cài Angular Material Typography không? Style không? Đâu. Tạm thời chúng ta sẽ không cần. Cần animation không? Tạm thời cũng không cần luôn. Chúng ta sẽ học những cái cơ bản trước. Vậy là đã cài xong. Đã cài xong.
Đây, cũng hết lỗi luôn. Chúng ta sẽ bắt đầu thử một material button. Chúng ta sẽ mở file material component.html lên. Đầu tiên ta sẽ gọi component này ở component app. Chúng ta sẽ không gọi app này nữa, mà chúng ta sẽ gọi app material. Ok. Material work component của chúng ta đã hiện lên ở đây. Chúng ta sẽ chỉnh sửa hai giao diện. Chúng ta sẽ xóa bỏ code cũ, thêm một div class container float. Rồi trong div này thì chúng ta sẽ tiến hành tạo một button. Button này chúng ta sẽ sử dụng material với cấu trúc như sau: mat right button color bằng primary. Chúng ta sẽ nhấn vào đây là nốt thêm đi. Sẽ bật viết kia lên. Đây, các bạn thấy là cũng không khác mấy đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì sau khi import thì chúng ta cần phải build lại. Tương tự như Bootstrap. Tôi sẽ chạy lại lệnh build open. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Lát lại là giao diện này sẽ thay đổi thôi. Như vậy là chúng ta đã build xong. Đây, nốt thêm của chúng ta đã đổi màu rồi. Chúng ta bấm vào cũng có hiệu ứng là rất là đẹp. Như vậy là chúng ta đã học qua các kiến thức cơ bản của Angular Material trong một Angular project. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo trong khóa học. Tạm biệt Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.